Tin Thế Giới, ngày 29 tháng 10, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ của nước này vào giải Gaza đang dần mở rộng và diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, ông vẫn chưa gọi đây là một cuộc tấn công toàn diện. Người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng chiến dịch trên bộ sẽ rất phức tạp và tìm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng Israel. Vì thế, quân đội sẽ tận dụng mọi nguồn lực, bao gồm không quân, hải quân và bộ binh, nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng và đạt được mục tiêu của cuộc chiến. Cùng ngày, quân đội Israel công bố video mới nhất về các hoạt động quân sự của nước này tại Gaza. Theo đó, họ đã tấn công hơn 450 mục tiêu quân sự của Hamas trong ngày 28 tháng 10, bao gồm các trung tâm chỉ huy tác chiến, trạm quan sát và trạm phóng tên lửa chống tăng, cùng hơn 150 mục tiêu dưới lòng đất của Hamas. Liên quan tới căng thẳng ở khu vực biên giới Israel và Liban phía Bắc, ông Hagari cho biết Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của nhóm Hezbollah, người phát ngôn quân đội israel tuyên bố nước này sẽ tiêu diệt bất kỳ đơn vị nào của hezbollah tiến gần khu vực biên giới